Thứ nhất, đội Phương Mã ở phía bên tay phải của chúng ta và đội của Lâm Bảo bên tay trái của chúng ta. Điểm bóng ra ngoài, điểm cho đội Lao Bảo 1-0. Bóng rất tự do, điểm cho đội Lao Bảo 2-0. Điểm bóng ra ngoài, điểm cho đội Lao Bảo 3-0. Để một chút qua, điểm cho đội Phương Ba 2-3. Phạt bóng chưa qua, điểm cho đội Lao Bảo 4-2. Điểm bóng tiếp 3, điểm cho đội Phương Ba 3-4. Điểm bóng tiếp 3, điểm cho đội Lao Bảo 5-3. Đem bóng cho qua, điểm cho đội Lao Bảo 6-3. Điểm bóng cho đội Lao Bảo 7-3. Đền bóng ra ngoài, điểm cho đội Lao Bảo 8-3. Thank you.
Điểm bóng ra ngoài. Điểm cho đội La Bảo 9-3. Điểm bóng cho công ban 4-9. Điểm bóng ra ngoài, điểm cho công ban 5-9. Phạt bóng cho qua, điểm cho đội La Bảo 10-5. Điểm cho công 3-6-10. Điểm cho công 3-7-10. Điểm bóng tiếp qua, điểm cho đội La Bảo 11-7. Điểm cho phương 3 81. Điểm cho đội La Bảo 12-8. Điểm ra ngoài, điểm cho đội La Bảo 13-8. Điểm bóng tiếp qua, điểm cho đội La Bảo 14-8. Điểm cho đội La Bảo 15-8.
Điểm số cho đội La Bảo 16-8. Điểm số cho đội La Bảo 17-8. Điểm cho đội phòng 3 9-7. Điểm bấm cho qua, điểm cho đội La Bảo 18-9. Điểm cho đội phòng 3 10-18. Bóng ra ngoài, điểm cho phòng 3 11-18. Điểm bóng kết quả, điểm kết đôi phòng 3, 12-19. Điểm bóng kết quả, điểm kết đôi La Bảo 20-12. Điểm kết phòng 3, 13-20. Đền bóng ra ngoài, điểm cho đội phòng 3 14-20. Điểm cho phòng 3 15-20. Điểm cho đội La Bảo 21-15 và sẽ thứ nhất đội nữ La Bảo tạo điểm tỷ số 1-0.